Ooh. For you. Oh, quite a big hand. Huge hand. Well, it is double my hand. It's double my hand. Bao tay để ăn raw fish nè mọi người, ôi mà nó to gấp đôi cái bàn tay mình luôn. Chăm cũng có hai, mỗi người hai cái bao tay.
sauce very good. This sauce very good. I like this sauce. This is the Thai. Maybe a little spicy. I'll try that Thai. And then honey mustard. That's all. Thank you. You're so welcome. Very okay, much. Enjoy. Thank you. Giống như bác sĩ chuẩn bị đi vô phẫu thuật ở nhà mình, đeo áo khoác, đeo bao tay. Ừ. Ăn
ta sẽ nó giống con tôm hồi nãy. Thực phần thanh này nhiều lắm, mình chắc mình ăn không hết đâu. Thực phần ăn của Tuyên. Ready? I'm ready. Look at this. Need to bring a bucket for me. Cua này ngọt ngon lắm mọi người, nó cho cái sốt. Sốt phô mai tỏi á. Mùi thơm tỏi với phô mai, béo béo ngon. How to open this? How to open this? Vài ngày nữa mà tới lễ tạ ơn ở bên Mỹ này, cái bố mẹ chồng mình xuống nhà mình chơi. Rồi nấu món Mỹ đúng truyền thống Mỹ của người Mỹ, lễ tạ ơn như thế nào mình sẽ quay lại ghi lại kỷ niệm, mà nhân tiện để mình chia sẻ cho mọi người biết cái văn hóa của người Mỹ ở bên này như thế nào nha. Đúng theo kiểu người Mỹ luôn, hôm đấy mình không có làm cái gì theo kiểu người Việt, để cho các bạn tham khảo đúng với kiểu người Mỹ bản xứ người ta ăn lễ tạ ơn như thế nào không mọi người. Cua này bẻ ngay cái giữa này nè. Đó. Nó hơi cấn cấn như vậy, xong cái rút ra. Là rút. Đó, rút từ từ ra là rút ra được nguyên dây. Rất là dễ dàng luôn. Không cần phải chấm với sốt gì ngoài cái sốt người ta nấu ở trong đây này. Bơ với lại tỏi ấy, ngon lắm. Phải chui đuôi đó. Slices up through. See what's very hot. That's sliced in right there. Yep, full. Go right on down through it. Bé mình nó không có biết cách ăn, chồng mình phải hướng dẫn cách ăn như nào, nó dùng cái gì sử dụng, watch. Sử dụng là dụng cụ gì. Let me show you. Watch. Nhưng mà nó bị mắc kẹt trong đây là lấy cái cây này nè. Bên này người ta lịch sự, người phục vụ thỉnh thoảng đi tới hỏi thịt khác là có ổn không, có cần gì không, thấy ngon miệng không, như thế nào, hay đi qua đi lại hỏi thăm. Này là miếng xúc xích. Ở bên Mỹ này rất nhiều loại xúc xích khác nhau á. Nhưng mà xúc xích nó có cái ở bên Mỹ nó bị cái mà mình không thích, đó là nó khá là mặn. Mình thì xúc xích, mình thích xúc xích kiểu Việt Nam hơn, ăn ngon hơn, hợp khẩu vị mình hơn, nó mặn mặn ngọt ngọt. Rồi vị tôm, vị bò, vị tôm, vị bò với vị heo, vị gà ngon hơn. Yeah,
chồng mình cũng thích ăn xúc xích lạp, gọi là lạp xưởng Việt Nam. Cũng thích ăn. Mỗi lần đi chợ châu Á mua gần chục gói về để dành ăn rồi. Okay. When I get ready, they'll be ready. Right time. I'll go out the river. Around the Dunn Creek or canal. I'll set up five traps for blue crabs. And we'll do the same thing with the blue crabs. Yeah. And we'll get shrimp, oysters, clams. We won't get the crab legs. But we'll get the rest. I'll do the same thing. I have a big pot for that. So we can go by our boat. Yeah. And then cook on the boat. No, cook at home. Cook at home? Yeah. Bring home then cook? Yep. We had a stove in the boat. Huh? We had a stove in the boat. Yeah, in the houseboat maybe. The little boat. We cook at home, don't worry. It's fine. I have a big pot just for that purpose. Yeah. I used to do it all the time. My mom will tell you that. Yeah. I've had my mom down for a while. She loved it. Yeah. Mấy con cua này mình cứ rút ra được để cho bé con thì mình nó mê lắm, thấy lên được sợi dây nó sao rút ra cái nắp bé. Yeah. Khoai tây nó để nguyên vỏ luôn mọi người. Ở bên Mỹ người ta ăn khoai tây người ta ăn cả vỏ. Ở bên Mỹ này nhiều loại khoai tây. Khoai tây trắng, khoai tây vàng, khoai tây tím, khoai tây đỏ, khoai tây đen. Mà mình ăn mấy lần mình thấy loại khoai tây mà tím đen nó là ngon nhất, nhưng mà loại đấy hơi hiếm. Khoai tây vỏ đỏ này cũng ngon, khoai tây vỏ trắng là giỏi nhất. Nếu mà cái loại khoai tây mà người ta làm chips đó các bạn, là cái củ khoai tây nó to cả mấy ký, nó to đùng như thế này. Mình thấy cái nông trại gần nhà mình người ta trồng loại đó rồi, chồng mình bảo cái loại đó là chuyên để làm loại khoai tây mà chips mà công nghiệp á, để người ta đóng gói lắm to lắm. Còn cái loại mà để người ta mua về nấu ăn thì lại đấy nó nhỏ nhỏ bình thường.
hay là bắp. Bắp người ta nấu chung với lại tôm với cua luôn. Wow. Mình mà chỉ ăn thịt, cá, tôm này kia không, không có rau mình không có chịu nổi. Món ăn của mình hay có rau á. Món này không có rau gì ở ngoài bắp cho nên mình ăn bắp mình cũng cảm thấy nó cái bao tử mình nó mới chịu nổi. How are you doing on your crab legs? No. Put it down. Oh. He did it right way. Are you here? Much easier. Hi, Leon. And then the medium fly to my eyes, the middle. Mọi người ở nhà mình ăn xong rồi, mình xin tạm dừng video tại đây nhé. Mình xin chào mọi người. Bye, chào tạm biệt. Bye. Bye. Mọi người ơi, hôm nay nhà mình ăn tổng cộng hết 135 đô la Mỹ, chắc khoảng 3 triệu Việt Nam đồng. Nếu các bạn xem video thấy thích thì vui lòng nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt.